Chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của kênh Thái Lạng Sơn. Thì bây giờ hiện tại mình đang có mặt ở thành phố Lạng Sơn. Và hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn về một cái series những cái quán ăn ngon ở thành phố Lạng Sơn. Và địa điểm mình đang đứng đó là Lê Hồng Phong. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn cũng rất là ngon ở khu vực đường này. Bây giờ mình mời các bạn mình vào phía trong để trải nghiệm cái món đó là món bún móng giò giả cây. Tại mình đang có mặt ở trước quán của cô đó là Dúng Hương. Đây có móng giò giả cầy, tái xíu tiêm cật gà, có địa chỉ là 96 đường Lê Hồng Phong các bạn nhé. Hôm nay mình vào đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái món ăn cũng rất là ngon vào buổi sáng nhé. Chào tạm cô nhá. Đây là cô chủ quán các bạn nhá. Đây là cái món đặc sắc nhất ở quán mình đúng không cô? Bún móng giò giả cầy đúng không ạ? Đấy các bạn nhá, bún móng giò giả cầy. Ở đây ngoài món này thì cô còn có thêm món gì nữa cô? Xíu tái tim cật với mọc đấy các bạn nha. Đấy một bát này đây, bây giờ cô bán giá như nào? 40.000 một bát, nhưng mà cô này có ít lắm, cô sẽ ăn tí thôi. Bát ít đúng không? Cô ăn ít lắm, cô ăn nhiều nên là sẽ rẻ hơn đúng không? Đấy tùy theo khách hàng rồi đúng không? Đấy các bạn nha, nhìn rất là ngon luôn. Đây là bát của em ấy. Bình thường là 40.000 một bát đúng không ạ? Đây các bạn nhìn thấy chưa? Ở bên này cô những cái nồi của cô rất là sạch luôn. Một nồi kia là một nồi nước canh này. Một bát chân giò cho bạn 4 em ơi. Đấy, rất là nóng hổi nha các bạn nhá. Ba nồi rất là sạch luôn, nhìn thấy. Nồi thịt trong này riêng. Cái kìa, trong kia là nồi thịt kìa, lát mình vào mình quay vậy. Đấy, cô đang lấy thịt kìa các bạn. Nồi giả cầy. Đấy 40.000 được hẳn 3 miếng các bạn nhá. Ở đây là cô bán được món này nhiều nhất đấy nhở? Bát móng giò giả cầy ngon chưa? Đây là uống rượu à cô? Gọi rượu uống rượu à? Wow, thơm đấy nhở? Đúng không? Bí quyết chỗ khác, mùi rất thơm nhá. Một bát to này bao tiền cô uống rượu này? 200.000 lai dài. Đấy cả hành cả nước đúng không ạ? Nước vào nữa đây. Đấy, ui giời, bát này uống rượu thì thôi say cả sáng ấy. Đây bây giờ mình sẽ di chuyển vào xem cái nồi móng giò giả cầy của cô này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái này là cô Ninh có bỏ ra ấy đúng không? Sợ dư quá bỏ riêng. Đây là sợ dư quá bỏ riêng nhá các bạn. Sợ dư thì bỏ ra. Dư quá, chứ thực ra là cô Ninh ở cái nồi này đúng không ạ? Nồi canh này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rất là sạch luôn. Cô đây là một nồi Ninh móng giò giả cầy này, kia là nồi nước canh này. Với bên cạnh đó là một nồi nhúng phở, nhúng bún. Rất là sạch. Đây là cô dùng phở to lẫn phở nhỏ đúng không ạ? Hai loại hay là một ạ? Có cả phở to. Phở độc bình này bán chính. Chủ yếu là phở to độc bình này đúng không? Chủ yếu là cái phở to, phở Thái của Lộc Bình này. Các mọi người bây giờ lại chuộng ngay món này nhiều nhỉ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là sạch. Bát còn sấy rồi, có tủ sấy mà này. Có cả tủ sấy nữa. Đấy, đảm bảo, rất là đảm bảo luôn. Sấy bát đây, đó là tủ sấy bát. Thế là tuyệt vời luôn. Quán cô thì đa phần toàn là các đấng mày râu nhiều đúng không? Món này món nhậu nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chủ yếu là các anh ấy ăn nhiều. Ba người nhưng mà có em phải không? Đấy, chút canh giả cầy vào. Chút canh. Nó tùy thôi nhỉ? Đấy các bạn nhá, một bát canh. Người ta cũng gọi cả canh ăn đấy cô nhỉ? Đây múc chân giò vào đây. Bắt đầu múc chân giò nhỉ, đúng không? Như này cho nó tiện đấy phải không? Cho nó đỡ đầy. Là một bát này, hay như nấy mình hỏi cô là 200.000 một bát này đấy. Trần lại chút cho nó nóng này. Đấy.
luôn. Bình thường cô bán đến tầm mấy giờ thì quán mình nghỉ cô? 9-10 giờ. Tầm 9 đến 10 giờ đúng không? À, cứ đến tầm 9-10 giờ các bạn nào đến muộn thì sẽ không có món này ăn nhá. Đấy, nhìn rất là ngon luôn. Đấy, một bát. Cô còn trần lại một cái, đảm bảo là nóng hổi. Năm ngoái là 35 đúng không cô nhỉ? Năm nay thịt lợn lên đúng không? Ngoài 30 xong lên thì lợn ngon đắt. À, chân giò đắt hơn đúng không? Đấy. Một bát nó là bàn bát. Không ăn quan sơn nhiều lắm. Ăn khoai nhiều. Phở có sóc rất là nóng luôn. Ở đây người ta ăn phở nhiều hơn cô nhỉ? Phở có 4 người ăn phở nhiều. À, đấy tùy thôi đúng không? Cái móng giò này nó hợp với cả phở lẫn bún. Chút giá. Chút giả cầy trước xong mình lấy canh các bạn nhé, thế nó mới thơm. Rồi mình giới thiệu thêm một chút các bạn nhé, bên này cô còn có thêm một số cái món nữa. Ở trên này đó là món lạp sườn tái xíu này, ở đây có mọc nữa này, bên dưới là tim cật vị tái, rất là nhiều món. Ở đây chú đang làm cái món này cho bánh người ta ăn à? Chấm có xiêu tỏi. Ở đây bánh này bán như nào cô, một cái này 4.000 một cái bánh cổng trao. À 4.000 một cái cổng trao này. Cái này ăn kèm bún phở cũng rất là ngon các bạn nhá. Ngấm nước đậm đậm. Này chấm tuyệt vời này. Đâu, bao nào chấm tuyệt vời chú? Đặc biệt này. Đây, nước chấm à? Nước chấm đặc biệt à? Đặc biệt luôn, chỉ có Lạng Sơn mới có. Chỉ có quán giả cái này mới thấy có. À các bạn nhá, đây chú chủ giới thiệu cho mình cái món nước chấm đặc biệt, nước chấm ớt gió. À ớt gió nhưng mà chấm với cái bánh phở ấy đúng không? Mà rau cũng được, mà bánh áp tra cũng được. À, chân giò cũng được. À, cái này tổng hợp luôn. À tức là cái này chấm tổng hợp mọi thứ. Ừ. Bây giờ mình sẽ vào trong để thưởng thức một bát nhá các bạn nhá. Mình vừa mới gọi bát mù móng giò giả cây rồi. Không gian ở phía trong mình giới thiệu các bạn cũng bé thôi. Đây bây giờ mình sẽ ngồi đây thưởng thức một bát nhá. Các bạn nhá, cô đã đem một cái bát bún móng giò giả cầy ra đây cho mình rồi. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thưởng thức cái món này. À, món này ở đây là một bát như này là 40.000 các bạn nhá. Thực ra thì khả năng hôm nay cô chủ cho mình thêm một cái miếng thôi. Còn lại thì mình nhìn lấy quay là 3 miếng thì sẽ là 40.000. Một bát bún rất là đầy đặn. À, mình ngửi cái mùi rất là thơm các bạn nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Một cái miếng móng giò giả cầy rất là ngon, gần như là cô đã lọc xương ra rồi. Đấy, miếng này thì còn một chút xương, đây là móng giò này, đúng chất móng giò luôn. Nếu mà các bạn không thích ăn móng giò, các bạn có thể gọi những cái miếng thịt như này các bạn nhá, cũng rất là ok. Ăn kèm thì ở đây đầu tiên đó là tỏi ướp, sau đó là đến ớt này, chanh này với rau, rất là đầy đủ, có cả hạt tiêu, nước mắm nữa. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái nước canh khi mà mình chưa cho một cái gì vào đó. Và bác thì xem cái nước canh ở đây nó như thế nào nhá. Đây, nước canh đây. Nước canh rất là ngọt luôn các bạn nhá, thơm, rất là thơm mùi. Cái móng giò, tại là cô có chan một ít cái nước móng giò vào, rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ phải cho một chút chanh vào. Nhé, sở thích của mỗi người ăn luôn các bạn nhé. Một chút ớt. Đấy, một chút ớt. Ăn cho nó cay cay. À, một chút tỏi các bạn. Mùa đông rồi ăn tỏi một chút cho nó ấm người. Giải rượu. Mình sẽ làm cho một ít rau nữa. Đấy.
Rồi, bây giờ mời các bạn ăn sáng với mình nhé. Bây giờ mình sẽ phải ăn một miếng thịt móng giò cũng là rất là ngon và hấp dẫn đây các bạn đây. Đây là, mời các bạn nhé. Thịt móng giò rất là ngon các bạn, rất là mềm và thơm, đặc biệt là cái mùi đặc cầy dậy lên rất là thơm luôn, tuyệt vời. Bún ở đây ngấm ngấm với canh ăn rất là ngon các bạn nhá. Nói chung là rất là ok, miếng móng giò thì tuyệt vời luôn thật sự các bạn. Mình đi ăn phải nói là thật sự ở trên Lạng Sơn thì là quán bún móng giò là cười rất ít, mà mình ăn quán này mình thấy rất là vừa ý của mình thôi. Ngon. Các bạn nhá, hôm nay mình đến quán thì mình có gặp được một anh người quen rồi mình. Em hỏi anh một chút, anh thường hay ăn quán ở đây không anh? À, từ đâu ạ? À? À, khách thân quen đúng không? Thế bây quen của anh rồi. À, thế bây anh thấy cái món móng giò giả cầy này như thế nào? Ngon. Ngon đúng không? Cái món này rất hợp với các đống ngoài dâu uống rượu đúng không? À, đấy các bạn nhá, bây giờ sang đây phải làm một ly rượu này với các anh này. Đấy, buổi sáng ấy. Đây các anh đi uống ở trên Lạng Sơn mình hay gọi ra một cái này vào cái ly rượu trắng này, rượu Lạng Sơn. Ôi, mời các anh nhá. Đấy, ăn sáng Lạng Sơn đấy. Rồi, cảm ơn các anh nhá. Chúc các anh ngon miệng nhá. Mình vừa mới thưởng thức xong một cái bát bún móng giò giả cầy ở quán cô, rất là ngon các bạn nhá. Đấy, đằng sau mình là quán của cô. Thì mình đánh giá quán bún móng giò cô có cái món móng giò cô làm phải nói thật sự rất là ngon. Rất là thơm và thịt rất là ngọt và ninh dừ hết rồi các bạn ấy. Ăn nên rất là ngon luôn. Nếu bạn nào chưa từng thưởng thức các bạn có thể ghé vào địa chỉ 96 Lê Hồng Phong để thưởng thức một lần nhé. Bây giờ video mình đến đây kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.